Thưa đại chúng, chúng ta đã qua 17, 18 buổi học rồi. Thì càng đi xa, càng vào sâu, thì chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp cận với những cái vấn đề giáo lý quan trọng. Thay vì chúng ta chỉ Recording in progress. lót lòng thôi, chỉ có lót lòng thôi. Chúng ta đã học xong cái phần cấu trúc danh và sắc, tức là tâm và vật. Các vị dò kỹ, sở dĩ mà có tới 121 âm ấy là bởi vì mình xét thấy mình co từ trên xuống là 12 tâm bất thiện, tham sân si. Tiếp theo đó là 18 tâm vô nhân. Xuống nữa nó là các tâm, 8 tâm đại thiện, đại quả và đại tố. Rồi xuống nữa là 27 tâm thiện. Rồi xuống nữa là 40 tâm siêu thế của thánh nhân. Thì mình thấy tại sao mà có tới 121 tâm mà lại kể thành một. Chuyện nó như thế này, tâm thì chỉ có một thôi, đó là cái biết, cái biết, cái nhận thức đối tượng. Vì sở dĩ cái tâm đó nó được gọi là tâm gì đó, là nó phải dựa vào ba cái điều kiện. Thế là cái nó dựa vào cái điểm tựa nào trong sáu căn. Ví dụ như cái biết đó mà nó dựa trên cái thần kinh thị giác thì mình gọi nó là tâm nhãn thức, có cái chức năng chủ yếu căn bản duy nhất đó là ghi nhận hình ảnh màu sắc, những gì mình có thể thấy được bằng mắt. Rồi cũng cái biết đó mà khi mà nó dựa vào cái thần kinh thính giác thì mình gọi là tâm nhĩ thức, để ghi nhận âm thanh tiếng động. Cái tâm đó mình nó dựa vào cái thần kinh khứu giác của mình để biết các mùi đó, thì mình gọi là tâm tỷ thức. Nó dựa vào thần kinh vị giác thì mình gọi nó là tâm thiệt thức. Nó dựa vào xúc giác đó, để biết cái gì là nóng lạnh, cứng mềm, nặng nhẹ, thô tế, mịn nhám, thì mình gọi cái đó là tâm thanh thức. Còn cái tâm mà nó dựa vào cái ý vật ấy, để mà nó biết tất cả các cảnh trừu tượng, tức là những cái cảnh nào, những cái đối tượng gì, những cái chuyện gì xin lỗi, không thấy được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và xúc giác, thì tất cả những cái gì mà không được nhận biết bằng năm giác quan vật chất thì mình gọi nó là cảnh pháp. Cảnh pháp. Và tôi mới vừa nhắc cái chữ ý vật ấy. Tức là thần kinh, cái tâm nhãn thức nó dựa vào cái thần kinh thị giác, tâm tỷ thức thì nó dựa vào cái thần kinh khứu giác. Như vậy thì cái ý thức nó dựa vào cái gì, thì trong ngã thì đàm nó gọi là nó dựa vào cái ý vật. Ý vật là cái điểm tựa, là cái chỗ nương, cái tâm. Thì rất nhiều và rất nhiều học giả thấy cái chuyện ham đa giác quạch thú, kể cả trong chú giải, cái chỗ này nó hơi rối rồi nha, là chúng ta không có phủ nhận cái giá trị của chú giải, nhưng mà cũng phải rất là cẩn trọng khi mà nghiên cứu chú giải, bởi vì chúng ta nhớ rằng chú giải chúng tôi rất là đắn đo khi mà phải nói ra cái chuyện này, tức là có một một phần của chú giải là có cái nội dung mình nói chữ vay mượn thì nó hơi nặng, nhưng mà nó là có nội dung giao thoa và trao đổi với cái học thuật thế gian đương thời. Thí dụ như ở trong chánh tạng Đức Phật khi ngài nói về vũ trụ, ngài nói rất là đơn giản, nói rất là đại khái đơn giản, là ngài xác nhận là có vô số vũ trụ, vô số mặt trăng, vô số mặt trời hết. Nhưng mà trong chú giải là đi chi tiết, và cái chi tiết là lấy ở đâu ra, lấy từ cái kết quả nghiên cứu của học thuật đương thời, của cái nền văn minh Ấn Độ đương thời. Đương thời tức là vào cái thời điểm mà các ngài biên soạn chú giải đó. Vậy chú giải có hai phần, một phần là có từ thời Đức Phật và có một phần là sau thời Đức Phật. Và cái phần mà có từ thời Đức Phật rất là đơn giản, rất gần với cái lời Phật truyền thống, có nghĩa là chỉ tập trung cái vấn đề tu học này. Đấy, còn cái chú giải mà cái phần mà đời sau ấy,
thì có những cái mà rõ ràng là vay mượn, mình nói thẳng luôn là văn học dân gian, truyền thuyết dân gian. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy, tôi đang giảng về cái ý văn thế, mà tôi đi một vòng phải đi thôi, chỗ này bắt buộc phải 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 đi xa, không thể nào không đi. Hôm nay chúng ta đọc về cái nguồn gốc của người Việt mình đó là Âu Cơ, là Long Quân, Trọng Trứng. Chúng ta đọc lại cái cổ sử Ấn Độ, chúng ta đọc về 18 đời vua Hùng Vương, chúng ta đọc về 18 đời vua Phù Nam, 18 đời vua Phù Nam. Và chúng ta cũng biết có một cái trùng hợp rất là đặc biệt là có một vua mà ông vua mà đầu tiên mà được lịch sử Miến Điện ghi lại đó. Chứ là vua thì vua xứ nào cũng có vua từ muôn muôn kiếp rồi, nhưng mà cái vua mà vua được ghi vào chánh sử đó, vua đầu tiên ấy, của cái văn minh Miến Điện ấy, cái ông mà đã đem Phật giáo vào vào mở cửa đem Phật giáo vào Miến ấy, ông tên là Anuruddha, Anuruddha. Nhưng mà các cái bản tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng mấy ngôn ngữ Âu Mỹ ấy, khi mà họ viết viết về sử Miến Điện ấy, thì họ cứ kêu Anavrata, không, họ cứ dựa vào cách đọc xin lỗi, cách đọc của người Miến Điện, chứ thật ra là cái Anavrata không phải mà Anuruddha. Còn cái ông vua đầu tiên, cái ông vua đầu tiên mà của Phù Nam, ông tên là Kondanya nhé, Kondanya nhé, tức là Kiều Trần Như. Còn cái ông vua đầu tiên Phù Nam tức là Khmer, Khmer Lục Tỉnh mình ấy. Rồi còn vua đầu tiên cái Miến Điện là ông coi ông anh Anuruddha, tức là cùng tên với ngài để nhất thiên nhãn. Đặc biệt nó thú vị như vậy. Thì thôi, mấy chuyện cái chuyện nhỏ mà chỉ niệm nó quan trọng nè. Cái vụ về Trăm Trứng, cái vụ mà 18 đời vua tiếp nối nhau chuyện gì đó, là nó đã bàn bạc từ ở trong cái gọi là kinh Phật. Kinh Phật là chẳng hạn như đời vua Mi Mi Karaja, Mạc Kha Ra Cha, rồi cũng truyền đời nhiều đời, rồi dùng Thích Ca, cái sử dụng Thích Ca, cái niêm phổ dùng Ca cũng truyền nhiều đời, mà truyền theo cái cách là giống như là cận huyết, hôn nhân cận huyết. Rồi mình thấy là dòng Thích Ca của hôn nhân cận huyết đấy, nó có nhiều cái điểm, có nhiều cái điểm. Ví dụ Trong Kính ấy, là có nhiều cái nền văn học có, và cái này mới ghê nè, ở trong Ngàn Lẻ Một Đêm ấy, là một tác phẩm văn học của Ba Tư ấy, nó có rất là nhiều của tình tiết mà mình thấy có trong cái Bổn Sinh Cha Tạng Cả này. Cho nên hôm nay ấy, khi mà cô chú giải ấy, thì mình phải nhớ rõ hai cái bộ phận chú giải, phần nào có từ đời Phật, do đệ tử ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Sa Bà Khất, Mục Kiền Liên, bla 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 bla. Coi không hiểu hỏi sư phụ, sư phụ là các vị thánh đấy, thánh tăng ấy, các vị mới giải thích cho, thì các vị đệ tử mới truyền thừa cái phần chú giải đó. Nhưng mà không, trong kỳ kỳ kết tập thì không có được, không có được nhắc tới. Là vì sao? Là vì kết tập, những kết tập cái gì chính thống được Đức Phật thuyết giảng, và chính Đức Phật đích thân ấn khả chứng nhận. Chứ còn mà cái phần mà nghe lại từ sư phụ là quá nhiều, và nó là quá nhiều, và nó có cái chuyện rất đặc biệt. Nếu mà cái phần này chắc chắn là ngài đang biết, chắc chắn là ngài đang biết hết rồi. Nhưng mà nếu mà đưa vào đó, là một cái tiền lệ xấu, có nghĩa là ngoài cái gọi là Phật ngôn chính thống ra đó, mà ai cũng tiện tay đưa vào cái sư phụ, ví dụ như họ đưa cái Sa Pháp Quần Liên thì ok, nhưng mà họ đưa cái của đệ tử ngài Mục Kiền Liên, rồi đệ tử của Quần Liên, rồi đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, nói chung là hễ đời một mà đưa vô được là đời hai, đời ba, đời bốn, đời năm. Bằng chứng là hôm nay tại Thái Lan chúng ta thấy là riêng cái gọi là các pháp thoại của ngài Buddha Thát, tức là Buddha ngài thuyết trong mấy chục năm ở Sủi Móc là cái đạo tràng của ngài đấy, ngài thuyết trong mấy chục năm được tự chép là hết, chép là đem chỉnh sửa edit rồi đem in. Cái số lượng cuốn, mấy cái cuốn mà pháp thoại ngài Buddha Thát là nhiều hơn là tam tạng, nhiều hơn là tam tạng đấy. Rồi mình Miến Điện mình chỉ thấy là sơ sơ là ngài là Lê Ni Sê Đô đó, là cũng là mấy chục cuốn. Rồi ngài Sắc Thâm Majodhika của Miến Điện, mà người mà viện trưởng sáng lập của trường Rackham Abhidhamma University, mà Abhichalaya Abhidhamma của Thái ở Bangkok bây giờ đấy, là ngài cũng để là mấy chục cuốn, mà ngài các ngài là biên soạn. Còn riêng là Buddha Thát thì phải biên soạn, mà ngài
tùy duyên mà thuyết giảng, chứ phải là biên soạn. Ví dụ như ngày tâm đó, cái bài kinh nào thì ngày tán lộng bài kinh đó theo cái dám nói là tư kiến, nhưng mà đại là tư kiến. Và nó có một cái chuyện nữa là cũng cái bài kinh nó cũng vấn đề đó, nhưng mà cách đây 10 năm ngày nói khác, bây giờ 10 năm sau ngày nói khác, khổ vậy đó. Chính vì thấy trước cái chuyện này cho nên các vị thánh ngày xưa khi kết tập không có kết tập phần chú giải, bởi vì thêm được chú giải của A là B C F N và cứ như vậy là hết à, là đánh mất đi cái truyền thống gọi là quy nguyên nguyên thủy. Đấy, thế là thì trong chú giải có hai bộ phận, một bộ phận là từ thời Đức Phật và bộ phận sau thời Đức Phật. Và khi ngày Mahayana mà ngày đem qua Tịnh Lan ấy, thì ngày đem qua cả hai, và từ đó bên Tịnh Lan mới có hai bộ chú giải, đó là có ba bộ chú giải là bộ Mahapachari, Mahakurundi và Mahattakatha, ba bộ. Rồi khi ngày lúc là ngày đem qua là vào thế kỷ thứ ba sau Phật lịch, đến thế kỷ thứ chín Phật lịch ấy, tức là lúc Đức Tôn viên tịch gần 1.000 năm rồi đó, non 1.000 năm ấy, thì ngài Bồ Tát Bồ Tát Khô Sát từ ở Nam Ấn ngài đi qua bên Tịnh Lan ấy, ngài mới gọi là quy tập tất cả các cái bộ chú giải của Tịnh Lan trong ba cái bộ tôi vừa nói, Mahapachari, Mahakurundi và Mahattakatha, và ngoài đó ra còn 1 tỷ cái tài liệu này, 1 tỷ cái tài liệu lưu lạc trong tăng tăng già, ngài gom lại và ngài gọi là tinh tuyển trích diễm chiết xuất, tinh tuyển trích diễm chiết xuất cái gì mà ngài thấy là ổn nhất và ngài đưa vào trong mấy cái bộ chú giải của ngài. Ví dụ chú giải trường bộ là bộ Sumangalabalasini, chú giải của tương bộ kinh là bộ Papanjesudani, chú giải của tương ưng bộ kinh là Sarathadipani, chú giải của tăng chi là Manorathapurani, rồi chú giải của tiểu bộ là Paramattachutika, Paramattamanjusa. Đây là mấy bộ của ngài. Bên Atidam thì 7 bộ, thì cái bộ đầu tiên là Atasalini, bộ thứ hai là bộ Sammohovinodani, còn 5 bộ sau thì chú giải chung là Panchapakarana Atakatha. Còn riêng tạng luật nguyên tạng 8 cuốn 5 bộ, 8 cuốn và 5 bộ thì chỉ có một cuốn Sammantapasarika thôi. Rồi ngoài ra thì ngài không chịu trách nhiệm, và trong cái phần mà ngài không chịu trách nhiệm đấy đấy, bây giờ nó ở Việt Nam nó còn rất là nhiều, và những cái học giả lớn như là Karunadasa chẳng hạn, Kalupahana chẳng hạn, những vị đó họ khai thác gọi là triệt để cái nguồn mà trôi nổi này. Này cho nên hôm nay khi mà nghiên cứu về Atidam, chúng ta ngoài cái gọi là tam đẳng giải ra, chúng ta còn có cái gọi là cái nguồn tham khảo của Miến Điện với điểm điểm đặc trưng không thể phủ nhận, và đặc biệt là nguồn tham khảo của từng thứ tiếng Sinhalese cổ, tức là cổ ấy, mà ngày 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 Bồ Tát Khô Sát không nhắc tới hoặc nhắc nhẹ nhẹ, chỉ gọi là kê chi acham, tức là thêm một vài tài liệu, thêm một vài vị tiền bối chỉ vậy thôi nha. Rồi tôi cố ý tôi đi một vòng mênh mông nữa cho bà con thấy cái chú giải đấy, cái gọi là chú giải có nhiều điểm mình cũng phải cân nhắc. Đấy, ví dụ như nó nói về vũ trụ quan chẳng hạn, nó nói về cái chiều dày, trọng lượng, chu vi, diện tích của trái đất, thì cũng mấy cái thông số đó tôi nghĩ là phải xét lại. Rồi nói đến là diện tích, chu vi của mặt trăng, mặt trời, rồi chưa kể cái cấu tạo của mặt trời bằng chất liệu gì, bằng những cái thành phần gì, rồi mặt trăng và thành gì, thì cái đó tôi nghĩ rằng cái đó bà con phải phải tính lại. Đây, cho nên khi mà dịch thì cái gì chúng tôi cũng dịch hết, dịch cái quyển mà liên hệ của những quyển người cõi á, chúng tôi dịch hết. Nhưng mà khi tái bản ấy, chúng tôi cũng phải cắt bỏ. Nhưng mà những cái người mà cộng sự chúng tôi đó, thì họ không biết là vì họ tiếc hay là vì lý do thiện ý hay ác ý mà họ giữ nguyên. Đây, thì đúng là chúng tôi cũng cắt bỏ phần đó. Các cái phần mà nói về vũ trụ quan, nói về ba cái sinh vật học mà kiểu mà vay mượn từ Veda, từ truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng dân gian đó, cái vụ đó là tính lại nha. Chẳng như mình thấy người Tàu ấy, người Tàu, người Việt có con dao lông thuồn lùn kỳ lân, còn bên Âu Mỹ có con unicorn, ngựa mọc sừng rồi đó, thì ở bên Miến Địa, bên Ấn Độ cũng có những cái con như vậy. Này, cũng có những con như vậy. Thì cái lần này thì chúng tôi không có ý kiến, trong quyền đó thì các ngài gom hết vô chúng ta. Chứ còn mà đúng ra đó
thì chúng tôi nghĩ đó là người học Phật ấy nên thông qua mấy cái mà nó lận cận, nó lấn cận, nó lăn tăn cái đầu lên hỏi. Rồi bây giờ tôi quay trở lại cái chỉ Phật, về đi một vòng bây giờ quay về chỉ Phật, thì là các ngài, các học giả nhà ta thấy cái chữ Hanaya là các ngài phán đó, là Hanaya là trái tim, điểm tựa của thần, của nhãn thức là gọi là thần kinh thị giác, điểm tựa của nhĩ thức là thần kinh thính giác, điểm tựa của tâm tỷ thức là thần kinh khứu giác, điểm tựa của tâm thiệt thức là thần kinh thị giác, điểm tựa của tâm thân thức là thần kinh xúc giác, và điểm tựa của ý thức đó chính là sắc y bật. Thì các vị mình là thấy cái chữ hai đó giá cái nghĩa đen của nó là trái tim, các vị bè phán rồi trái tim. Trái tim chính là điểm tựa của tâm. Nhưng mà trong Bát Thà Na Đức Phật dạy rất rõ là không có tâm, không có tim gan phèo phổi óc não gì hết. Ngài chỉ nói là văn ru băng ni sa giá, ở mỗi loài, ở mỗi chủng loài chúng sinh, cái chỗ nào là tử huyệt chí tử thì cái chỗ đó được gọi là ý bậc. Ví dụ như mình thấy có những cái loài đó cắt đôi nó ra, nó vẫn sống được ít lâu. Có những loài mình đập nó chầm bẹp mà nó vẫn ngọ ngoại đây, ví dụ như vậy. Cho nên là mình phải cẩn thận, mình thấy cái ý bậc là cái điểm tựa, điểm chỗ nương của ý thức á. Ví dụ bây giờ mình nói là chỗ nương của nhãn thức, mắt mình nó bị đuôi rồi đó, nó bị cái võng mạc, cái giác mạc có vấn đề thì mắt nó thấy được nữa. Nhưng mà trong cơ thể mỗi loài nó có một cái yếu điểm, cái tử huyệt mà khi chạm vào đó rồi là phải chết, chết liền tất cả. Cho nên ngài chỉ nói là văn ru băng đế xá, chỗ nào mà tâm của các chúng sanh nó nương vào thì chỗ đó gọi là sĩ vật. Chứ mình không thể nào mà mình nói cái kiểu võ đoán mà mình làm phán, mình thấy ở đây giá là tim thì mình cứ phán là tim mỹ vật, cái thì cái đó không ổn, không không ổn rồi. Cái hai nữa, một cái chứng minh rất là thuyết phục, đó là chư thiên cõi trời họ cũng có tâm và họ cũng có ý vật, mà mình biết rõ rằng cái cơ chế sinh học, cái cơ chế sinh học của chư thiên ấy làm gì có cái vụ mà lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phổi, tỳ phèo phổi của thằng thì có không? Họ là hình xương bóng khối, mà hình mai bóc hạt, mà làm cái gì mà có ví dụ mà tim phổi rồi để mà nói y vật là mở tim này, nhớ không? Tôi muốn nói cái gì trong bài giảng này, tôi muốn nói chuyện khác mà trên nguyên tắc đã là giảng cơ bản giáo lý thì mình phải cho người ta cái nền chứ. Chứ cắt cái nhà, cắt trên cát, cắt cái gì, cắt trên cát rồi cắt, còn đâu phải có cái móng. Thì tôi nhắc lại, chúng tôi nhắc lại là mình vừa học xong thế nào là tâm, tâm sợ, tâm thức và tâm sở. Tâm thức thì gồm có 121, tâm thức tức là thức quẩn ý, còn cái tâm sở đấy thì nó gồm có 52, tùy thuộc vào cái chuyện cái tâm ấy nương căn nào trong sáu căn, biết cảnh nào trong sáu cảnh, sáu trần, và tâm sở nào đi cùng với nó, thì ba cái này cộng lại nó mới quyết định cái tâm đó là tâm gì. Đấy, và từ đó chúng ta có được 121 tâm nói rộng và 89 tâm nói hẹp nha. Rồi cái bài giảng trên đây tôi muốn nói cái gì, bà con ngó lại giùm tôi, bên nguyên cái trong của bản đồ đó có ghi rõ tâm thiện, tâm ác, rồi cái gì nữa ta, tâm nhân, tâm quả. Thiện này tức là nhân thiện đó, còn tâm ác là nhân ác, mà hễ nhân thiện ấy, thì nó cho ra quả thiện, các tâm quả, tâm ác ra ra cho quả. Thì cái quả ở đây nó gồm có hai, đó là quả bình sinh và quả gọi là quả bình sinh và quả tái sinh. Quả tái sinh có nghĩa là khi mình làm một cái nghiệp gì đó nó cho mình hai cái quả, quả một là quả tái sinh, có nghĩa là nó đưa mình đi về một cái chỗ nào đó, đầu thai vào trong đó gọi là quả tái sinh. Còn quả bình sinh có nghĩa là sau khi mình đã vào cái cõi cái đó rồi, cái thân xác, cái hình hài đó rồi, thì mình sống như thế nào. Ví dụ như do tôi cố thí cúng dường, niệm Phật tụng kinh ngồi thiền thuyết pháp, nhờ cái đó tôi có cái quả tái sinh vào cái cõi người, đó là quả tái sinh. Và sau khi làm người ấy, tôi cái đời sống tôi nó khác người ta cái gì, tôi có được những cái mà người ta không có được, thí dụ như vậy, thì cái đó được gọi là quả bình sinh, nhớ không? Nhớ.
bình sinh. Rồi sát sanh cũng sát thiện, người việc ác cũng vậy, sát sanh trộm cướp y chang như vậy. Khi mình tạo một cái nghiệp bất thiện, sát sanh trộm cướp, thì cái chuyện đầu tiên là nó cho cái quả tái sinh để đưa mình vào cái cảnh giới thấp kém đau khổ nào đó. Rồi tiếp theo là sau khi mình đã vào đó rồi ấy, thì mình bị đầy đọa dày xéo, không đau đớn bệnh tật chết yểu chết thảm gì đồ lâm hết, đúng không? Vậy là hai thứ bạn. Nhưng mà cái tôi muốn nói ra đây là cái gì? Đã nói đến phàm phu, đã nói đến sanh tử, là chúng ta phải nói đến một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng, đó là nhân quả. Vị là giác ngộ triệt để, bốn đề tụi chúng tôi nhấn mạnh cái chữ triệt, triệt để. Ba cái tầng đánh đầu á, thấy nhưng mà chưa triệt để, càng lên cao càng rõ. Vì cái tầng đánh thấp nhất là tu đầu quần, là thấy tứ đế lần một, cái nhị quả là thấy tứ đế lần hai. Cái gì tại sao chúng tôi kêu là lần, là bởi vì muốn thành tu đầu quần là phải có đủ cái duyên lành ba la mật, để cho một cái sát na tâm nó có cái tên là tâm sơ đạo, nó xuất hiện đúng một lần. Chính nó đó, nó quyết định là mình không còn là phàm nữa. Chính cái tâm, cái sát na đó đó, nó giúp mình thấy rõ niết bàn, thấy rõ niết bàn tức là diệt đế đó, thấy rõ bốn đế, thấy rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, dầu đó là sự có mặt của một đức Phật hay là sự có mặt của một cái chúng sanh mà gọi là vi sinh nhỏ xíu mắt thường không nhìn thấy, thì bất cứ một cái sự hiện hữu nào, dầu của một đại thánh là gọi là phàm phu loại thấp nhất, từ một ông hoàng bà chúa cho đến những kẻ vô danh đối xác, thì tất cả mọi hiện hữu là khổ. Cây cỏ trăng sao hoa lá cũng đều là khổ. Khổ thì có nghĩa là khổ, khổ thì nghĩa là bất còn bất khắc, chứ không hẳn không không hẳn khổ nghĩa là phải liên hệ đến cảm xúc. Trên khổ cái hai đó là khổ cảm xúc và khổ cảm giác và khổ bản chất. Và nếu mà mọi thứ nó đều là khổ thì là thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Ba nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Thì chỉ có vị A-la-hán là thấy triệt để bốn sự thật này, triệt để đến mức mà ngài trong tâm cảm của ngài không còn một tí ti chỗ đứng cho tâm thiện và ác là dứt khoát là không rồi, nhưng mà thiện cũng không. Bởi vì cái tâm thiện là nó là cái tâm lành, nhưng mà nó còn mang trong nó cái chủng tử tái sinh về các cõi lành. Còn vị A-la-hán đương nhiên làm ác thì không có làm rồi đó, ngài chỉ làm toàn việc lành thôi, thiện pháp rồi ngồi ngay thì vẫn ngồi thiền nha, ngồi thiền phải để cầu đắc đạo, rồi vẫn ngồi thiền để an hưởng cái thánh trí, vẫn ngồi vẫn phục vụ giúp đỡ chúng sinh, rồi lập là ngày làm việc làm không à, nhưng mà làm bằng cái tâm gọi là tâm duy tác hay là tâm đại tốn, có nghĩa là làm để làm vậy thôi, chứ còn không có đầu tư tái sinh, không đầu tư tới quả gì thuộc y báo chánh báo như là cái tâm thiện của phật phu, nhớ ha. Rồi trừ vị la hán ra, mà tại sao ngài không có để, nãy tôi mới vừa nói là tại sao mà những việc làm của ngài tuy là làm hết cả, mà tại sao không có cho hai cái quả đầu thai và tái sinh là bình sinh, là vì là ngài không còn một tí ti chủng tử sanh tử luân hồi nữa, ngài không còn dục ái sắc ái vô sắc ái, không có ba cái này nữa thì lấy cái gì mà đi đầu thai và các cõi đây. Vì trong A Di Đà nó rất rõ cái phạm tâm giống như con khỉ vậy đó, từ cái kiếp sống này chịu cái sống kia, thì cái lọt tâm đầu tiên phải là tham ái, nó bỏ cái cõi này chụp qua cõi kia, dầu đó là địa ngục, dầu nó sẽ làm con chó đi nữa, thì cái lọt tâm đầu tiên mới là tham ái. Mà vì là hắn không còn tham ái thì lấy cái gì để mà buông cái này, mà bắt cái kia, buông cái nhánh này chụp nhánh nọ thế. Cho nên chỉ trừ là hắn thì tất cả chúng sinh còn lại là đều có phải đều có nguy cơ mà phải là chắc chắn là phải tái sinh. Rồi bây giờ tôi muốn nói cái chuyện nhân quả này, chỉ cái vị là nhân quả càng nói nó càng ra chị, nhân quả nó có hai cái nhân quả gọi là nhân quả máy móc và nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng có nghĩa là làm việc thiện thì nó ra quả lành, quả vui, làm việc ác thì ra quả khổ, quả buồn, quả xấu, không đó gọi là nhân quả báo ứng. Còn cái nhân quả máy móc là sao? Là nó không có liên hệ đến cái chuyện báo ứng thiện ác, không hề có thiện ác ở đây,
Mà nhân quả máy móc là sao? Ví dụ như vị La Hán trời mưa, đi trong mưa không có gì che, về bèn bị trúng mưa. Vị La Hán đi ngoài nắng không có gì che, về bèn trúng nắng. Đó là nhân quả đó, nhưng mà nhân quả nhỏ máy móc. Hoặc người phàm chúng ta đấy, mở cái lò nấu mà chịu coi lát sao cháy khét, cái đó là nhân quả. Ở đây không có gì, không có báo ứng gì hết, cháy khét cái đầu ra rồi đi bất cẩn không dừng nó té cả, đó là nhân quả. Nhân quả máy móc, còn cái nhân quả báo ứng là nó phải liên hệ đến cái cảnh thiện và ác. Nên, thì cái vị A-la-hán không còn kẹt cái trong nhân quả báo ứng, nhưng mà đến cái nhân quả mà máy móc vẫn còn chứ, vẫn còn. Ví dụ như ngay cả Đức Phật khi mà người vì lòng đại bi, ngài dùng cái món ăn đó cho thí chủ hoan hỷ, ngài vẫn dùng, nhưng mà ngài biết dùng như vậy là với cái niềm vui này người ta sẽ được sanh thiên, người ta sẽ được vô lượng đức lành. Nhưng mà ngài biết cái cơ thể ngài có vấn đề với cái món ăn đó, ngài biết, biết ngài không còn bị kẹt ở trong cái nhân quả mà báo ứng, nhưng mà ngài vẫn ở trong cái phần quả phải mất có. Ngài không có còn đầu tư công đức nữa, nhưng mà trong cái sinh hoạt thường nhật của ngài đó thì trong kinh nói rất rõ là chú giải nói là trừ những đêm mưa, trừ những đêm mưa lớn, chứ còn những cái bữa mà lâm thâm mưa bụi hay là trời khô ráo, Đức Thế Tôn luôn luôn và luôn luôn đi kinh hành. Đi kinh hành ban đêm ấy, đi kinh hành vào một khoảng thời gian đầu hôm, tức là sau cái bài giảng cho chư tăng ngay đầu hôm ấy, thì ngài dành thời gian ngài đi kinh hành xong rồi ngài mới vào trong cái hương thất để mà ngài nghỉ ngơi. Đấy. Thì và trong kinh còn ghi rõ nữa là trong những tình huống ban đêm ngài đi vậy thì ngài kéo tay ngài che ra đây, chúng giải ghi rõ như vậy. Chánh tạng cũng có nhiều chỗ mà nói có, chánh tạng có trong tứ ưng ấy, còn trong chánh trong chú giải nó rõ luôn là khi những khi mà trời có mưa bụi mưa phùn thì ngài lấy cái y ngài che trên đây, thì ngài đi ngài biết là bây giờ bất cẩn là bệnh, ngài biết chứ. Đấy, nhớ không? Rồi nói nãy giờ nó vẫn chưa vô được nội dung bài kinh, tức là bây giờ đó là làm ơn nhớ là phải nói tới nhân quả, là nhớ hai loại nhân quả, đó là quả nhân quả báo ứng liên hệ thiện ác và nhân quả máy móc, nó chỉ là vấn đề technical thôi. Cái vị La Hán nói chung và Đức Phật nói riêng, Đức Phật cũng là La Hán nha, La Hán tự ngộ, thì là các vị La Hán nói chung vẫn còn nằm ở trong cái gọi là nhân quả máy móc. Đấy. Còn cái nhân quả ở trong kinh Pali có ghi rất là rõ, cái nhân quả mà nhân quả mới báo ứng đó là Kamma Vipaka, Kamma là nghiệp thiện ác, Vipaka là quả dị thục, cái y báo chánh báo từ thiện ác. Còn cái nhân quả máy móc thì xài cái chữ là Hetu Phala, cause and effect, thấy không? Nghĩa là Kamma ở cái Hetu Phala, cái Hetu Phala nó bao trùm mọi tình huống, dầu là nhân quả báo ứng hay là nhân quả máy móc, nhưng mà riêng riêng cái nhân quả máy móc thì nó phải và chỉ gọi là hệ tú phá lá và cause effect. Rồi nói đến nhân quả mình phải nhớ đến bốn trường hợp sau đây, đó là nội dung của bài giảng chiều nay, đó là nhân tạo ra quả. Là tôi nhớ tôi giảng ở đâu đó một chắc cũng phải là 1.000 lần, nhưng mà bài giảng này bắt buộc phải nhắc lại. Nói đến nhân quả là phải nhớ bốn trường hợp, nhưng mà nhân quả đây là tôi đang giảng là nhân quả báo ứng nha, và báo ứng. Nhân quả báo ứng nó gồm có bốn trường hợp, đó là nhân tạo ra quả, đó là khi mà mình làm nghiệp thiện nghiệp ác nó sẽ cho ra cái quả, quả buồn quả vui quả tốt quả xấu, phải không? Ví dụ như nãy tôi mới nói đó, mình làm thiện thì mình sẽ được cái gì đó trong kiếp sau, được sanh rễ cội về nhân thiên, hay là khi đã sinh ra trong thành hạ nhân thiên thì chúng ta được cái này cái kia, được ngoại hình, được cái sống vật chất, được khả năng trí tuệ, được tiếng tâm, được tình cảm, bla 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 bla, thì cái đó được gọi là nhân tạo quả. Hoặc là mẹ cũng vậy, khi mà mình làm sát sanh trộm cắp thì đời sẽ sinh ra bị cái này bị cái kia, thì nó gọi là nhân tạo quả. Nhưng mà trường hợp thứ hai đó, đa phần phật tử mình chỉ biết có một thôi, có tới bốn trường hợp mà mình chỉ biết có một thôi, có phải đáng tiếc không? Ở đây nhân quả mình chỉ biết có phải là nhân tạo ra quả, nhưng mà mình còn ba cái sao mình chưa có học. Cái trường hợp thứ hai là quả tác động quả, quả không có tạo ra nha, quả không có tạo ra quả, nhưng mà quả tác động quả, có nghĩa là sao?
do mình làm một cái việc lành nào đó cho nên bây giờ mình mới sanh ra trong một cái cảnh giới nào đó, với một cái hình hài gì, một cái thân phận như thế nào đó, đó là nhân tạo quả. Nhưng mà khi mà mình đã có cái thân phận, cái hình hài đó rồi đó, trong cái thân phận hình hài đó chúng ta lại có điều kiện để đón nhận nhiều cái quả thiện ác trong quá khứ. Nếu mà trong hình hài khác á, thì có rất là nhiều cái quả chúng ta xù, chúng ta không có nhận được. Ví dụ như chiều nay nè, tính theo giờ của trái đất, giờ nhân loại nè, chiều nay là 3:30, tôi bị người ta chửi nè, chửi tan nát luôn. Nhưng mà nếu bây giờ tôi là một vị tiên ở trên trời, xung quanh tôi toàn là tiên đồng ngọc nữ, ngọc hoàng thượng đế, diêu trì dương mẫu, không là thái thượng lão quân, Na Tra Lý Tịnh không, thì tôi hỏi gì chứ ai chửi tôi? Ai chửi tôi? Cho nên khi mà tôi đã có cái quả về trời thì coi như mấy cái quả bị chửi bị đánh là coi như là không qua họ. Chỉ khi nào tôi nhận cái quả làm thú, làm người, cái duyên làm thú á, thì tôi mới bị người ta đánh, người ta giết. Chứ còn thú có bị chửi cũng chẳng quá kìa, cho mình không có kể. Chỉ có làm người á, mang thân phận con người thì tôi sẽ có cái điều kiện để tôi nhận các cái quả khác. Mà thân phận con người của tôi thì đó tôi mới nói đó là quả thiện của đời trước, nhưng mà do cái quả đó, trên cái nền tảng của cái quả đó, tôi lại có điều kiện, có cơ hội để tôi nhận vô vàn những cái quả. Trường hợp này được gọi là quả tác động quả. Do nghiệp thiện ác mà ta sinh ra trong một hình hài nào đó, hình hài ấy chính là quả thiện ác đời xưa. Nhưng mà cũng chính trong hình hài đó ta lại có điều kiện để nhận nhiều cái quả khác. Có những hình hài nhận được quả A, quả B, nhưng có những hình hài chỉ nhận được quả C, quả S, chứ không có nhận quả A, B, vì nó không có tiện. Rồi, theo cái phước của tôi là chiều nay đúng 3:30 giờ nay tôi được người ta mời đi sinh nhật, người ta tặng quà tôi. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ là tôi đang mang thân con chó, tôi đang là con heo nóc, con heo nái trong chuồng ấy, tôi nè, tôi là con heo nóc. Cho nên bây giờ đúng cái chiều nay 3:30 là tôi được người ta mời đi sinh nhật là tặng quà này. Nhưng mà bây giờ tôi là một con heo rồi làm sao? Thế là cái vụ mà cái phước mà được mời sinh nhật được tượng tặng quà là coi như nó không có cơ hội, hiểu chưa? Rồi, đó là quả tác động quả. Cái thứ ba đó là quả tác động nhân, có nghĩa là vì thì nghiệp thiện ác nào đó trong đời quá khứ, tôi sinh ra trong một cái hình hài, một thân phận người hay là thú, và trong hình hài đó đó tôi có điều kiện sống nhiều với ác hay với thiện. Đấy, thì trường hợp này được gọi là quả tác động nhân. Tác động thôi nha, chúng ta tạo ra chỉ có một trường hợp là nhân tạo ra quả thôi. Còn quả tác động quả, quả tác động nhân, nhân tác động nhân, cái này là nó toàn là tác động thôi. Đấy, thì quả tác động quả tôi mới vừa nói đó, vì cái quả xưa mà bây giờ tôi phải có mặt trong cái hình hài, một thân phận, một cảnh giới, một chủng loại nào đó, và trong cái cảnh giới hình hài thân phận chủng loại ấy tôi mới có điều kiện nhận các cái quả thích hợp. Và cũng trong cái hình hài thân phận ấy tôi lại có điều kiện để tạo ra nhân thiện hay là nhân xấu đó. Bởi vì các vị phải đồng ý với tôi, cái chuyện tu hành là không phải muốn là được. Tôi biết cái lama trong bụng của tôi nói là mình phải mở các lớp khóa tu và các khóa học liên tục và liên tục, liên tục và liên tục, tức là tôi đếm cứ mà 20 người về cái lama đúng 1 tháng trở lên, đúng nha, đúng 30 ngày trở lên thì tôi sẽ tổ chức lớp học. Hoặc là trên 20 người mà đề nghị là xin về đó tu thiền 3 tuần trở lên thì chúng ta bèn thỉnh thiền sư, bèn thỉnh thiền sư, bèn thỉnh. Nhưng mà các vị biết con số 20 đó trong nhiều trường hợp nó chẳng là cái gì hết. Nhưng mà cái chuyện mà để về cái la mã nó khác với cái việc gì đó là cái bị đi đó là tiền túi rồi, cái la mã đâu có bao đâu, đúng không? Tiền túi mà cái việc biết khứ hồi đó là ít nhất là 500 đô la, 500 đô la hoàn toàn chưa kể tới cái tiền mà dằn túi, tiền mà dọc đường là bể bánh tráng của người ta đền là chưa kể, tiền mua chai nước, nước sông nước suối uống là chưa có rồi. Chưa, chỉ có tiền bay thôi, cứ gọi là 500. Đó là về tài chính là thấy làm cho bà con mình thấy chung chân rồi.
Rồi chưa kể là một tháng trở lên thì sao ta? Việc nhà tính sao? Hả? Công việc, công ăn việc làm tính sao? Có người thì họ bị cái là cái quả rõ ràng, có người cái gì cũng ok kẹt cái sức khỏe kiểu đó đâu dám đi qua Calama, tại qua Calama có bề gì đâu rối à, đấy. Có người thì bị rắc rối về vấn đề tài chính, đấy. Có người rắc rối vì công việc bỏ không được, đấy. Vậy là tài chính này, công việc này, sức khỏe, rồi có người rắc rối về gia đình, vợ muốn đi mà chồng phản đối, chồng muốn đi mà vợ phản đối, vợ chồng ok nhưng mà cha mẹ con cái phản đối. Này nó cũng là cái quả nào của quá khứ, tại sao người ta trơn tru suôn sẻ còn mình thì trục trặc trục trặc trục trặc là sao đấy. Cho nên nó trường hợp nó được gọi là quả tác động nhân này, tức là khi mà ảnh hưởng cái quả cũ của quá khứ, anh có mặt trong một cái hình hài nào đó và trong hình hài đó anh có điều kiện để sống thiện hay sống bất thiện. Tôi biết có nhiều gia đình động trời luôn, vợ đi shopping chồng ok, vợ đi du lịch chồng ok, vợ đi tiệc tùng ca hát ok, mà vợ đi chùa chồng không ok. Đó có cái đó có. Rồi ở Âu Mỹ nó có trường hợp có những người tử nữ lấy chồng chúa hoặc chồng thông đạo, cấm không cho làm bàn thờ ở trong nhà, có họ nói cho tôi có. Rồi tội nghiệp lắm, bà kể tội nghiệp lắm, tức là bà có cái hình bà kẹp ở trong cuốn sách đó. Mà mỗi lần mới vô mới muốn ngồi thiền, mới muốn tụng kinh là tụng nhỏ nhỏ thôi, thích quá thích tụng lắm mà không có chuông nó mỏ gì hết, có cái hình nó kẹp trong cuốn sách đó. Kiểu mỗi lần mà muốn tụng kinh là mà đóng cửa lại, còn mà lấy mà rước cái tấm hình ra mà để dựng cái tấm hình trước mặt hình đó nha, cái hình bọc plastic ấy chứ không được khuôn, vì khuôn giấu đâu đấy, để trước mặt rồi người thiền rồi lại rồi đọc năm ra lễ Phật, đọc nhỏ vậy đó. À, xong rồi cái cắt cắt vô cắt vô à, cắt vô, còn tỉnh kinh tỉnh sách là phải nói dốc, nói này mượn của nhỏ bạn đây, mượn của nhỏ bạn về đọc cho biết à, đủ cách gì vậy. Cái đó gọi là quả tác động nhân, có nghĩa là sanh vô trong một cái môi trường nào đó tu rất là khó, làm việc ác rất là khó, hoặc làm việc thiện rất là khó. Có những gia đình đó là coi như tôi biết đó, là từ bé đó là không cho con sát sinh, có tôi biết có, từ bé là bố mẹ không cho con gọi là giết ruồi muỗi kiến mỗi gián chuột là không, từ nhỏ là không có cho nói dối, nói dối là phạt nặng lắm á, tội tu di cũng tập á, xíu á là không được nói dối, nhỏ xíu là không được tham của phi nghĩa, nhỏ xíu là không được nói dối, không được tham, không có được vô phép phạm thượng, nhỏ xíu. Có nhiều gia đình đặc biệt lắm, họ dạy con từ bé, và có những gia đình khích lệ con bậy bạ từ bé, có. Đừng ép tôi nói ra nha, ừ, nói ra có suối bê là sao, suối đen cái này giống như là tầm phù tán đồng thỏa hiệp đồng thuận à, gọi là suối vậy đó, ừ, chứ không phải nói suối dục cụ thể à. Và có những cái gia đình mà coi như là cho con cái thấy bố mẹ nói dối xẹt xẹt xẹt, cho con cái thấy bố mẹ lừa đảo, ví dụ như đi mua vé đợi mấy tuổi tới nói 5 tuổi, mà đôi khi nhỏ đó là 6 tuổi, nói 5 tuổi cho nó bớt nó bớt cái tiền vé à, nhỏ nó thấy thì cái đó là một cách xúi, đó là một cách xúi xúi cho con nó dốc à, cho nó xúi con nó tham, ừ. Cho nên nó gọi là quả tác động nhân là vậy đó, là do cái điều kiện, do cái nghiệp xưa mà hôm nay ta phải sanh vào trong một hình hài, một hoàn cảnh môi trường nào đó, và ở môi trường đó ta sẽ dễ thiện hơn hoặc là dễ bất thiện hơn, dễ tu thiền hơn, dễ học giáo lý hơn, hay là dễ ăn chơi bậy bạ hơn. Đấy, cái đó là quả quả tác động nhân. Vậy mình học ba cái: nhân tạo ra quả, quả tác động quả, quả tác động nhân, và cái cuối cùng gọi là nhân tác động nhân. Đấy là sao? Nhân ở đây gồm có hai, tức là nhân ở đây là nhân là cái thói quen thiện ác của tiền kiếp à, và cái thứ hai là cái nhân ở đây là thiện ác ngay đời này. Đấy, tiền kiếp là sao? Ví dụ như mình thấy Thái tử Tất Đạt ấy, trí tuệ bằng trời biển đúng không, nhưng mà nó là ngày khác mình ở chỗ nào, nói trí tuệ nhưng mà mình phải cho thấy cái khác mình chỗ nào. Đấy, là nhiều đời là ngày đã ly dục, ngày đã yếm thế, ngày đã chán đời rồi. Đấy,
Cho nên bây giờ ngày sanh ra ngài chỉ cần nhìn thấy một bà cụ, một cái xác chết, một cái đám tang, một ông lão, một người bị bệnh nằm trên thì ngay cái là ngài cũng bỏ nhà ngài đi, bỏ cung vàng ấy nha, cung vàng địa ngọc. Bỏ vì nhiều đời đó tu rồi, tu là nhân đúng không, tu nhiều đời tu 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 tha tu thiền ly dục là đó là nhân, chính cái nhân đó nó tác động cho bây giờ đó ngài gặp cái cảnh này ngài cũng quải. Là như là cái này nói thì đi làm là cũng là nhân nhân thiện nữa, à, tâm thiện là nhân, tâm thiện là nhân, từ cái tâm thiện xưa nó tác động cái tâm thiện hiện tại. Hoặc như là em trai của ngày sau là phát ấy, cưới một cô vợ đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Tại sao tôi nhấn mạnh cái chữ đẹp này, không phải là háo sắc đâu mà nó quan trọng lắm, nhấn mạnh là vì nó rất quan trọng. Cô đẹp đều cô vợ đẹp lắm, nhưng mà trong cái buổi mà hôn lễ đấy, theo cái truyền thống tập tục của gia đình ấy, gia tộc ấy, là họ cử ra một một cái người lớn tuổi nhất, mà nếu được cái người này có một cuộc hôn nhân ok nữa thì càng tuyệt. Chính cái người này cầm cái bình nước rót lên tay của tân lang tân nương để chúc phúc cho tuổi chào, là răng long đầu bạc, phải không? Trăm năm mạnh gốc sắc cầm hảo nghiệp loan cũng mà minh bla bla gì đó. Thì cái người mà lớn tuổi nhất đã trải qua là bao nhiêu dâu biển nhân gian, bao nhiêu kinh nghiệm hôn nhân và đã có được cuộc hôn nhân đẹp, bây giờ cái người nó biết truyền cái năng lượng hôn nhân nó cho cái đạo sao còn cái gì bằng, đúng không? Thế là coi như bà ngoại của nghề đó được gia tộc cử ra làm đại diện, mà đại diện xịn nhất ấy. 120 tuổi, không cụ 20 tuổi mà cụ mới cầm cái bình nước cụ rót chúc phúc cho cái đội tân lang tân nương, thì ngài Rê Bát Tá là em ruột của ngài sẽ là phát ý. Lúc đó là đang là chú rể, nhìn cái cô vợ của mình, nó nói trời, nó nói cơm chiên cá mặn, chim sa cá lặn, chim sa cá lặn, nhìn qua và bà ngoại ta nói hỡi ơi, ta nói không còn cái non nữa, ta đã 120 tuổi rồi, coi như hết rồi, không còn cái gì để gọi là. Thì ngày đây bà tá ngày mới nhìn thấy, ngày chỉ làm một cái so sánh nhẹ, một cái so sánh nhẹ, ngày thấy sao nó rất quớt thì kỳ quá đi, nữ với nhau cho nó rất quớt à. Thì ngài mới suy nghĩ, ngài nói trời ơi, bà ngoại xưa cách đây 100 năm về trước thì tôi ngán gì bà xã mình, không chắc chắn rồi, tôi ngán mình 120 thì cái này 100 năm thì bà ra chục rồi, còn cái bà xã mình mà 100 năm nữa thì cũng tầm này à, tầm này à. Ừ, à. Thì ngài đành phải dĩ đạo di thường ở ngoài, do cái túc duyên sâu dày 100.000 đại kiếp tu tu bằng ngày đang mà ngày cả giết, ngày chỉ cần mỗi cú đẩy nhẹ đó là làm cái so sánh giữa bà ngoại của vợ. Thế là ngày mới là nói với mọi người xin cho con vào bụi, thì đang rước dâu cho con vào bụi, ngày đi ngày lắp vô bụi là ngày giọt luôn, chỉ nó dài lắm, chỉ kể dài lắm, chỉ kể vắn tắt là ngày đi tu luôn, đắc a la hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Và rõ ràng nó gọi là nhân tác động nhân, tức là nhiều đời người ta đã tu quá trời tu, cho nên bây giờ từ tu xưa mà chuyển qua tu nay nó lẹ lắm. Còn như mình bây giờ tại sao gọi là thời mạt pháp, bởi vì thời trong kinh ghi rất rõ là cái người cái thời nay mà kêu là vì đạo mà bỏ hết khó, trong chú giải ghi thế này, pháp chia ra nhiều thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là quý mất tí du gáp, du gáp tức là period, tức là thời kỳ ấy. Quý mất tí du gáp là cái thời kỳ mà người ta chứng đạo chứng thiền cực dễ. Cái giai đoạn hai nó gọi là samma tí du gáp, tức là chuyên tu thiền định, tắc thì không bao nhiêu, nhưng mà vì tăng ni hơn cư sĩ mà ngồi thiền còn đông lắm, tắc lại mẩm bằng thời kỳ một. Thì cái một cái là quý mất tí du gáp, mà thời kỳ hai này thì chỉ còn thấy ngồi thiền dày đặc chứ nhìn đặc không có nhiều, là gọi là samma thì gọi là kỳ thứ ba, gọi là si đó chúng ta, tức là y áo đi đứng ăn nói trang nghiêm, đoan nghiêm, chuẩn mực khả kính đấy, quy viêm chụp hình là hết nét, không
nhưng mà thiền thì không được nhiều rồi, không được nhiều rồi. Giai đoạn này gọi là giai đoạn si là giới hạnh, si là yoga. Giai đoạn một là quý mốt tí hệ, giai đoạn hai nó là samadhi, giai đoạn ba gọi là si là yoga, yoga là period. Cái giai đoạn bốn gọi là sunta yoga, tức nghĩa là gì, là knowledge, giai đoạn của kiến thức. Tức là lúc này cái chuyện đắc đạo đắc quả là coi như không giảm đi, không có rồi đó. Rồi cái vụ mà chuyên tu thiền định xếp bằng liêm diêm nữa là cũng dẹp luôn. Rồi ba cái vụ mà giới lực gì đó là cũng thấy ngủ quái quá rồi, cũng đẩy của mình bây giờ chỉ còn làm sao mà nó uyên bạc, uyên bạc. Ông nào mà có thiện chí đó thì gọi là rao giảng chánh kiến, còn ông nào dỏm thì gọi là lấy Phật pháp rồi cầu danh trục lợi. Còn ông nào mà khá một chút rồi thì là rao giảng chân lý, truyền vào chân pháp. Nhưng mà giai đoạn này được gọi là suốt cả dụng, tức là giai đoạn gọi là giai đoạn chỉ có kiến thức. Và cái giai đoạn cuối cùng gọi là đa ra dụng gác. Là sao? Là từ tăng ni Phật tử chỉ có một đề tài duy nhất để lắng nghe thuyết giảng và hành trì. Nghe thấy kỹ nha, chỉ có một đề tài duy nhất để thuyết giảng, lắng nghe và hành trì, đó là bố thí. Tức là ông thầy ông sư là cứ là kêu bố thí thì còn không có giảng cái gì được nữa. Thứ nhất là có hiểu đâu giảng, kêu bố thí là ngọn nhất, đề tài an toàn đúng không, đề tài an toàn. Và đề tài an toàn là đề tài nào? Ví dụ như là đạo nghĩa vợ chồng chữ hiếu, còn cái là bố thí cầu phúc lâm, đúng không, từ thiện xã hội, rồi niệm Phật cầu kinh, quét chùa hộp lá rồi đó, thì mấy cái này đó gọi là những đề tài an toàn. Có nghĩa là mình thuyết đó không ai bắt lỗi về chăng, nó không cần phải nghiên cứu kinh điển rồi gặp ba cái giáo sư giáo xiếc người ta biết bắt lỗi bắt cái gì, nó đề tài nó rõ cho ban ngày bắt cái gì đây. Cho nên là cái giai đoạn này gọi là chỉ gặp nhau là tăng ni thì chỉ còn cái kêu gọi bố thí, mà cái đề tài mà Phật tử khoái nhất cũng chỉ đề tài bố thí, và thực tập hành trì cũng chỉ là hành trì bố thí. Đấy thì tổng cộng là vị chi là năm cái thời kỳ. Một là quy mất tí chú gà, samma tí chú gà, rồi gì nữa, si là chú gà, suốt tí chú gà, và đà là chú gà. Đấy thì mình sinh ra trong cái thời kỳ đó, nó là coi như là thời kỳ mà càng về khuya nó càng hiu hắt, đấy, càng về khuya nó càng hiu. Cho nên là như là mà kiếp xưa mình từng tu thì kiếp này là mình chỉ cần được người ta khỏi nhẹ là bèn tu dễ dàng. Đấy, còn có tình huống, có trường hợp mà kiếp xưa tu yếu quá, rồi bữa nãy tôi nói rằng cái nhân ở đây nó gồm cái hai, đó là cái nhân tác động nhân, thì cái nhân mình ở đây nó có hai, đó là cái nhân xưa, cái nhân mà để đủ lực để tác động, nó gồm có hai, đó là nhân quá khứ hoặc là nhân hiện tại. Hiện tại là cái việc thiện ác nào mà mình làm thường xuyên trong nhiều năm ấy, trong một thời gian dài ấy, thì nó cũng trở thành ra một cái, nó có một cái lực mạnh lắm, nó trở thành một cái tập tính này, tập tính nó trở thành một cái thói quen, nó tự nó cũng là cái nguồn lực mạnh trong cái hoạt động của mình nha. Cái gì mình quen ấy, ví dụ như bây giờ mình thì cũng phải ba cái vụ mà sát sinh, nhưng mà do cái hoàn cảnh rồi sinh ra ở đồng sâu ruộng cạn rồi thì nông thôn ruộng lúa vậy đó, văn minh lúa nước gì đó. Đấy. Rồi bây giờ thấy cả đời mình chỉ biết có nhiêu đó thôi à, cho nên nó sát sanh, mà sát sanh mà khoảng cái chuyện mà do quả xưa mà mình đầu thai vô cái chỗ nông thôn đó là quả nhân, quả nhân tạo ra quả. Nhưng mà khi mà mình sát sanh quen ấy, sát sanh quen rồi đó, tức là mà tối ngủ mà nghe cá nó đớp ngoài đìa, cái bất giác là bắt đầu nghĩ đến chuyện là ngày mai ra là thả câu giăng lưới đấy. Rồi mai ra cái đìa đó xong mà chết sạch rồi đó, là ngó qua cái đìa khác là làm tiếp. Rồi nó có cái trớn lắm, cái gì bậy nó có trớn, cái gì bậy nó có trớn, làm câu cá săn bắn rồi đánh bài trụ dẹt rồi cá độ rồi mấy cái mà nó trời ơi nó có trớn lắm. Thì cái trớn đó được gọi là nhân tác động nhân, làm thiện nhiều nó cũng có trớn. Thí dụ như bây giờ mình đọc sách nha, sách có trớn. Như mình thấy trên thế giới bây giờ người ta thống kê, như cái thống kê mà mới nhất mình đọc thấy cũng vui, đó là người Đức, người Ấn, người Thái Lan, đó là những người Nhật,
Đức, Ấn, Thái, Nhật. Đây là bốn cái dân tộc mà ngày xưa là có người người Bắc Âu, nhưng mà theo thống kê mới thì tôi đâu có đi làm thống kê đâu, tôi biết ngày xưa là người Bắc Âu ở đầu bảng, rồi bây giờ là người Ấn, Đức, Thái, Nhật, là bốn dân tộc nó đọc sách coi như là miên man miệt mài. Miên man miệt mài đọc từ bé, đọc cái nhu cầu đọc sách rất lớn này, và đọc sách nó quen. Cho nên hôm nay đấy, dầu là cái thời buổi mà của internet rồi bao nhiêu thứ trên trên internet, trên máy, trên phone, chứ theo tôi biết là có nhiều người vẫn cứ là đọc sách, kể cả họ đọc bằng sách điện tử hoặc ebook. Có hình ảnh rất là đẹp, đó là ở Âu Mỹ, ở châu Âu chúng tôi thì thấy ở đâu đó nhà ga phi trường, hoặc là những khi chúng tôi đi bộ trong đường làng trong xóm núi đi ra mấy nhà thờ, mấy cái góc núi đẹp lắm, mà thấy có kẻ ngồi đọc sách, họ trải ngồi và có người nằm luôn, họ trải một cái tấm gì đó rồi cái giường hơi nắng gì đọc sách này. Thì là nó đẹp lắm, có nghĩa là họ phải cái thói quen đọc sách nó phải được huân tập, một là nhiều đời, hai là nhiều năm nhiều tháng trong kiếp này. Cho nên bây giờ bao nhiêu cám gỗ dỗ của thời đại thì họ vẫn vượt qua được hết, vẫn chung trinh tiết liệt, tỷ chung một dạ với cuốn sách. Không bỏ, không bỏ, thì đó gọi là nhân cách động nhân. Vẫn như nãy tôi nói là em ngày sau là phát đi tu nhiều kiếp, bây giờ chỉ cần nhẹ phát là bỏ đi tu liền, đó là nhân cách động nhân. Hoặc như Hoàng tử Tất Đạt của mình đi này, cái chuyện mà một ông cụ và lão, một cái đàn ma, một người bệnh, thì tao đó có mình thiếu gì cơ hội mà nhìn thấy không? Nhà mình đang ngay chấp bệnh viện, cái ngày nào không nghe hò e đó, có mình có tu hành gì đâu. Nhà mình ngay chấp cái bình Hưng Hòa, nhà mình ngay cái khám Chỉ Hòa, bao nhiêu cảnh tù đầy lao lý mình thấy mỗi ngày đó chứ. Rồi mình có tu hành gì đâu, nhà xác lò thiêu nghĩa trang bệnh viện mình cứ thấy mỗi ngày. Bao nhiêu cụ bà lão lưng khòm, mặt má hớp, mắt mũi kèm nhèm lơ gơ, nó đi ngang mình có tu hành gì đâu. Hình ảnh đó không đủ, không đủ để mà tác động cái lòng tu. Vì sao? Vì cái dân xưa mình yếu quá, yếu quá, trong khi đó những cái vị mà đại trí đại hạnh đại căn đại duyên đấy, thì người ta chỉ cần một tí tí hình ảnh đó là nó bèn để tu hành xuất sắc đấy. Thì cho nên nói đến nhân quả, bà con làm ơn nhớ đến bốn trường hợp chúng em một nha. Đó giờ mình chỉ gọi là chỉ có biết một trường hợp là nhân tạo ra quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhân nào quả nấy, là mình chỉ biết có nhiêu đó. Nhưng thật ra mấy cái đó chỉ có một, đó là nhân tạo ra quả thôi, nhưng mà nó còn ba cái sao. Quả nó tác động quả, nhận cái quả này nó lại là điều kiện để nhận thêm quả khác, rồi quả tác động nhân là khi nhận cái quả báo này là chúng ta lại có điều kiện để mà sống thiện hay sống ác dễ hơn. Và cái cuối cùng, khi mà thiện ác mà nó đã quen tay rồi, nó lại tác động vô thiện ác khác. Trường hợp này được gọi là nhân tác động nhân. Vậy có bốn trường hợp, đó là nhân tạo ra quả, quả tác động quả, quả tác động nhân, và nhân tác động nhân. Đấy. Thì mình có thể thấy cái này trong cái gọi là hệ thống giáo lý duyên khởi. Đấy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Đấy. Thì mình gồm mình ra trong đó, đúng, trong đó có một trường hợp này. Tức là nhân tạo ra quả, đúng. Rồi cái quả tác động nhân, quả tác động quả, rồi nhân tác động nhân, nhớ không? Thì cái nhân quả nó quan trọng. Tại sao tôi muốn nhấn mạnh bốn cái này? Là bởi vì chỉ xin mà con nhớ một chuyện thôi, ngó được bản đồ mình mới học xong đấy, rồi nó có tâm thiện rồi có quả thiện, tâm ác quả. Mà quả đây có hai trường hợp, quả tái sinh và quả bình sinh. Khi mà mình là làm một việc ác nào đó, là cái lòng của mình đã nghiêng về cái ác một tí một độ. Khi mà mình làm thiện thì cái lòng mình đã nghiêng về cái thiện một độ. Mà mình ngồi yên trong nhà mình nó một độ quan trọng, 360 độ mình nghiêng có độ quan trọng. Nhưng mà thử mình ở trên máy bay phi công, tối phi công một độ hai độ nó lớn chuyện rồi, một độ chết về hướng tây bắc đông bắc tây nam đông nam lớn chuyện rồi. Thì ở đây cũng vậy, khi mình có cái lòng tập ác làm thiện, cái lòng mình đã nghiêng về cái thiện ác, mà mình nghiêng nhiều lần như vậy đấy, cái vấn đề cho mình nghiêng nhiều lần, các vị đúng cây phải theo. Người ta mở cái miệng thì mình muốn cho nó ngã về hướng nào mình phải mở cái miệng ra đó trước,
mở miệng xong rồi bắt đầu mình mới đưa lưỡi cưa vô thì nó sẽ ngã đúng hướng mà mình mở miệng. Nên thì khi mà bà con có lòng, mà con đã quyết định là tu hay là không tu, thì lúc nào mình đã mở miệng cái gốc cây đã mà đã cưa cưa mở miệng rồi. Và cứ mỗi một cái đời, mỗi một ngày, một tháng, một năm, một thập niên nó trôi qua là lưỡi cưa của chúng ta nó cứ miết miết kẹo kẹo miết miết kẹo 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 miết miết. Khi mà cái lòng mình nó nghe cho kỹ là nó kéo nó miết qua hai cách. Không, nó thông qua những gì mình ghét và những gì mình thích. Mình thích cái gì đó quá, nó trở thành ra là cái hướng đi tương lai của mình, nó trở thành ra là cái nguồn gọi là dẫn đạo chủ lực cho hành động. Nhớ nha, nguồn dẫn đạo chủ lực. Khi mình thích cái gì đó ghê vậy, và khi mình ghét cũng vậy, chính cái mình ghét nó cũng là một nửa cái nguồn gọi là dẫn đạo chủ lực. Cái thích là một nửa, cái ghét là một nửa. Khi tôi ghét cái gì đó quá đó, tôi làm gì tôi cũng có cái khuynh hướng là né đó, né né. Mà khi tôi thích cái gì đó quá đó, thì tôi làm việc gì đi nữa nó cũng có một tí ti là chuẩn bị cho cái đó. Tin ra đi, tin ra đi. Tin cái đó chỉ nó có thật. Khi mình ghét cái gì mà thích cái gì đó, cái hành động của mình ấy nó được điều động, được hướng dẫn bởi cái thích là ghét đó. Và tất cả những việc thiện ác mình làm nó đều không có nằm ngoài hai cái tác động thích và ghét. Có người thích đi chùa, có người ghét đi chùa, có người thích lễ lạy, có người cả đời có cái cúi đầu trước ai hết. Có người cả đời nó thích chia sẻ, có người cả đời sợ hao tốn, có người cả đời khiêm tốn, có người cả đời thì có những đi dưới đất mà cái mặt hất lên trời, có người cả đời luôn sống trong trách nhiệm, có người cả đời sống như cây cỏ chỉ biết là hít thở và ăn uống, không có biết cái gì nữa hết, là như cây cỏ vậy đó. À, thì nhớ cái đó, cho nên đi cứ nhớ mỗi một cái giây phút trôi qua, chứ không phải ngày phải giờ, nó phải ngày giờ được. Một đơn vị thời gian cực lớn ở trong đạo Phật. Nhớ nha, ngày và giờ đó là thời gian cực lớn ở trong đạo Phật, đừng nói là năm tháng, chỉ có ngày giờ. Bởi vì theo A Di Đà cái thiện ác của mình nó đâu có phải ngày và giờ, nó là phút, nó là giây. Đây là lý do vì sao phải tu cái niệm xứ, bởi vì chỉ có tu cái niệm xứ thì anh mới có thể là đối diện với chính mình trong từng phút từng giây. Chứ còn anh đợi tới giờ là anh đã nát bét rồi. Hả? Bố gọi là bố chủ, gọi là 60 phút đó là cái không còn, cánh không còn kịp nữa nha. Phải luyên luyên phải. Còn nếu không tin Phật thì thôi, không tin Phật thì mình không có chuyện gì để nói với nhau nha. Còn nếu tin Phật thì phải để ý, mình phát hiện là mình vừa có một suy nghĩ gì đó là biết ngay suy nghĩ thì là không nên có, chỉ việc chỉ việc. Tôi không cần nói rõ là suy nghĩ là gì, nhưng mà tôi chỉ cần là mình đang đi đứng nằm ngồi nói cười ăn uống không? Mà mình thấy có suy nghĩ là nó thoáng qua trong đầu mình biết là cái này bất thiện, cái này là ganh tị, ganh tị, biết cái này là bụng sinh, biết cái này là ác ý, biết cái này là tham, biết cái này là tiểu nhân, biết cái này là hèn hạ, biết cái này là không nên có, biết liền. Thì người không có tu ấy nghe cái này thấy nó thường lắm, nhưng với một cái hành giả mà có tu tập, có thực tập, thì chỉ cần sống và sống phát hiện bản thân ấy, sống phát hiện, tôi gọi nó là sống phát hiện ấy, sống phát hiện, thì suốt 1 tháng 2 tháng thì tùy người, có người thì 3 tháng, có người thì 6 tháng, có người 9 tháng, thì trải qua cái chuyện đó thời gian sẽ có một ngày mình làm chủ được mình, dầu mình vẫn còn là phạm, mình vẫn có thể tuy là phàm nhưng mình vẫn nhớ được buổi đầu á, mình nhớ được trong ngày nay mình có ác ý với ai không, ngày nay mình có tham của phi nghĩa không, thêm nữa là tôi biết mình sẽ nhớ được cả tuần, nhớ được cả tháng, nhớ được cả năm, nhớ trong suốt thời gian mà tôi đã có bao nhiêu lần bất thiện như vậy. Mình không cần đếm số, mà chỉ bao nhiêu lần đấy nghĩa là nhiều hay ít á. Chứ không phải tôi không bắt quý vị nhớ là 365 lần rưỡi là có rồi. Không cần nhớ số, chỉ là mình chỉ nhớ là có bao nhiêu lần, rồi tự trả lời là nhiều lắm hoặc là không bao nhiêu. Trong một tuần qua có bao nhiêu lần tôi có thiền tập, chỉ cần mình biết là không bao nhiêu là được rồi. Mà nhớ cái này quan trọng nè, cái này quan trọng lắm nè. Khi mà mình thường xuyên theo dõi chính mình quan sát chính mình
Đó, cái này bằng bà con phải giặt áo lên xăm mấy câu, xăm mấy câu này cho bằng được, xăm ngay chiều nay đêm này. Đó. Khi mà mình liên tục phát hiện cái xấu của mình, có nghĩa là mình đang sống thiện. Khi mình liên tục phát hiện mình sống thiện thì cái đó là khỏi nói rồi. Nhưng mà khi mình liên tục phát hiện mình bất thiện lại cũng là đang sống thiện. Không? Tôi mà rồi tôi không giải thích tại sao, nhưng về suy nghĩ có đúng vậy. Liên tục phát hiện mình bất thiện. Không? Cái này cái tỷ nè, cái này bổn sẻ nè, cái này thù quán nè, cái này hung thủy nè, cái này tà kiến nè. Liên tục phát hiện cái bất thiện của mình lại cũng là đang sống thiện. Đấy, nhớ cái đó. Mình tha đồ quý, đồ đẹp, đồ nghệ thuật về cho nhà, đó là một cách trang trí. Mà đem cái đồ tầm bi tầm ba trong nhà ra cũng là một cách trang trí. Tôi nói hoài, muốn vô cái mặt mình nó đẹp, muốn vô cái nhà mình nó đẹp, muốn vô cái phòng mình nó đẹp, muốn cho khu đất mình nó đẹp, thì có hai cách. Một là đem cái đẹp vào, hai là đưa cái xấu đi. Và đối với cái bất thiện thì sao? Đối với cái thiện và bất thiện, không có cái gì để đưa vào, không có gì đem đi, chỉ là một việc thôi, phát hiện. Đối với đồ đạc vật chất thì mới có cái đem vào và lấy ra, còn đối với cái thiện và bất thiện không. Tôi chịu trách nhiệm câu nói này, không, không, không có cái gì để đem vào đem ra, chỉ có cái chuyện biết rõ cái thiện đang có mặt, biết nó do duyên mà có rồi phải mất. Ở đây chỉ có sự tu tập, ở đây chỉ có thiện pháp chứ không có người tu tập. Ở đây không có tôi nào, không có ta nào hết. Nhớ không? Nhớ luôn luôn nhớ như vậy. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Chỉ là liên tục sống trong cái sự tỉnh táo như vậy đó. Nhớ. Tôi nhắc lại, liên tục phát hiện mình bất thiện cũng là đang sống thiện. Còn liên tục thấy mình thiện thì quá tuyệt. Nhưng mà có gì hiểu lầm nha. Phải có loại hiểu lầm đấy nha. Cái này cho mình mới mặt. Liên tục thấy mình thiện thì chắc nói trên lý gì thâu chứ làm gì trong rừng nữa, có vị nào trong đây liên tục thiện không thì nói lý gì thôi. Liên tục phát hiện thấy cái thiện là tốt, đã đành rồi, là số 1. Nhưng mà liên tục thấy mình bất thiện cũng là thiện, cũng là một pháp tu nha. Rồi như vậy vị trí chúng ta có bữa nay, chúng ta có bốn cái chuyện rất là quan trọng để nói với nhau, để ghi nhớ, thực tập hành trì. Một là mình học về bốn cái quy tắc nhân quả. Một là nhân tạo ra quả, quả tác động quả, quả tác động nhân, và nhân tác động nhân. Mình ngó để bản đồ coi. Hai, tâm thiện quả thiện, tâm ác quả ác, riêng tâm đại tố tâm di tác của la hán thì không, không có quả. Nhớ không? Nhớ. Không nhân không quả là di tác, không thiện không ác là vô ký. Nhớ cái câu này nó cũng dần, nó cũng dễ nhớ. Không nhân không quả là gì ta, không thiện không ác là vô ký. Nhiều người cứ lộn hoài vậy. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau. Ở Việt Nam bây giờ nó đang nóng kinh hoàng rồi, các vị biết bên đây là nó lạnh không có ta được. Mong sớm gặp lại các vị ở Thụy Sĩ và mong rằng Calama, tình hình Calama sẽ ok. Chỉ còn hôm nay thì Calama hiện giờ có một vị tăng miến điện ở đó, khi mà các cái vị cộng sự ở đó về nước hết đấy, thì có một vị tăng miến điện ở thế, và chúng ta cũng cũng cầu nguyện cho cái tình hình ở đó ổn. Chúng ta không ngờ vào thời điểm này cũng còn có tiếng súng, có đạn bơm, và đặc biệt không ngờ được cái chuyện đó xảy ra bên cạnh ta làm. Nhưng mà tôi thực chắc 1.000% rồi, cái gì cũng qua đi. Tôi vẫn thường ngã ngửi nhiều người lắm, cái gì cũng qua đi, chỉ có nỗi buồn ở lại thôi. Chúc các bạn bình an.